Hello, xin chào các bạn, chúng ta lại tiếp tục đến với series đi review các môn phái trong tựa game Ảo Mộng Chu Tiên các bạn nhá. Và đây là môn phái Linh Khiết các bạn ơi. Wow. Không có gì đâu các bạn ơi. Thì môn phái này thì mình thấy là đánh khoảng cách khá là xa. Và công kia các kiểu thì cũng rất là cao nha các bạn. Wow, lại có thêm một khả năng chữa trị này. Được đấy chứ. Đặc biệt là dẫn đến một em sói, không biết tí nữa vào trong là có con sói thật không nha. Cái môn phái Linh Khiết này thì tầm đánh khá là xa. Đặc biệt là các bạn nhìn thấy có thêm con rồng đây chưa? Ngoài con khỉ mà mình bắt được thì mình còn bắt được thêm một con rồng nữa cơ. Wow, các bạn thấy như thế nào? Xài hơi bị kinh đấy, mà skill con rồng này cũng kinh khủng phết nha, đùa đâu. Wow, đúng là môn phái Linh Khiết này là nữ giới khác, skill nữ tính thực sự luôn. Toàn bướm các kiểu con này đều. Ui, skill gì giống như kiểu là có khống chế các bạn ạ. Tí nữa thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về bộ skill kỹ năng của môn phái Linh Khiết này nhá. Nhưng mà để mình giải đáp cho các bạn là tại sao lại có con rồng ở đây nhá. Thì thực sự không phải là bắt được đâu, mà nó có một cái skill các bạn ạ. Gọi ra một con rồng nha. Đây, chính là skill này, hình con rồng luôn. Long tử tích tà đấy. Đấy, rồng con tích tà đây này. Thì các bạn có thể thấy là gọi ra một em rồng đứng cạnh mình luôn. Và em nó hoàn toàn có thể chiến đấu rồi nha. Đấy, được đấy chứ. Để mình xem là về bộ skill chiêu thức của em Linh Khiết này thì nó sẽ như thế nào nha. Đây này, nó có cái phần giới thiệu triệu hồi thú ấy các bạn. Level đầu thì mình gọi ra rồng, nhưng mà mấy level sau nha, mình hoàn toàn là có thể gọi ra được thêm rất là nhiều em nữa. Ví dụ như là em này, trông có vẻ là hầm hố các bạn. Đây này, con sói mà ở cái hoạt cảnh đầu tiên mà mình nhìn thấy ấy. Thì đây, ở level 3, cấp độ thứ 3 là mình hoàn toàn là có thể là triệu hồi ra được em khuyển thần đế thính nha. Và cuối cùng nữa là mình có thể triệu hồi ra khổng tước minh vương. Trời ơi, xịn sò con bò thế nhở. Perfect đấy, hào hứng quá. Để xem ra là đến tầm level bao nhiêu thì mình mới có thể là gọi ra mấy cái con cực kỳ là xịn sò như thế nha. Dẫn điệp nhập mộng đây này. Skill này chính là điệp là con bướm bướm mà các bạn. Dẫn điệp nhập mộng tức là cho bướm bướm vào trong giấc mộng. Hợp lý luôn các bạn ơi. Nhưng mà sát thương gây ra thì hơi ít, có 103% sát thương thôi. Nhưng mà có 2 giây giảm tốc nha các bạn. Giảm tận 38% là cũng cao ấy chứ. Đồng thời là giảm hồi sinh lực mục tiêu đi 14% nha. Có giảm hồi máu. Em này vừa sát thương vừa hỗ trợ sao nhỉ? Sao mình thấy cái phần chỉ số công của em này nó cao vút lên cơ mà nhỉ? Đây thì chiêu này thì các bạn biết rồi, gọi ra em rồng đây. Tăng cấp kỹ năng có thể giúp kỹ năng chủ động long tử tích tà mạnh hơn. Cùng một thời gian chỉ gọi ra một thú nha các bạn. Ủa? Thế mình thử đây xem nào. Cấp tiếp theo. Cấp tiếp theo thì sao? Ủa? Không thấy nhỉ? Tràng kích này. Ê, con rồng này nó cũng có skill ấy các bạn ạ. Ủa, nhưng mà làm nào để gọi ra được con này thì nó cũng là một cái gì đó bâng khuâng nha các bạn. Từ từ, để mình sẽ ngâm cứu tiếp nha. Skill này tăng chính xác này. Tăng chân khí. Ok, tầng skill đầu tiên chỉ có vậy đấy. Xem tầng skill thứ hai có cái gì nha. Hoa nhứ phi dương, công mục tiêu xa và đẩy lùi địch. Đi kèm 87 lực công và gây 225% sát thương. Đây này. Skill này thì mình lại thấy là sát thương cao ấy chứ. 5 giây khiến dị thương mục tiêu, đồng thời tăng sát thương đồng đội xung quanh 2%. Duy trì đến tận 1 phút rồi nha. Càng ấy. Đâu, để mình xem quả skill đấy xem như thế nào nào. Đấy, ẩn cái này đi nhìn cho nó dễ này các bạn ạ. Đứng dịch dịch ở đây tí. Em rồng này chính ra là cũng trâu chứ các bạn. Đánh từ nãy đến giờ có thấy hẹo đâu. Ai đi farm được cái nhỉ. Đây, skill này nha. Đẩy lùi mục tiêu ra xung quanh à? Ủa, cái skill mà mình nhìn nó giống kiểu không khống chế đâu nhỉ? Không phải skill này, thì có lẽ nào là skill của cái pháp bảo? Skill pháp bảo thật các bạn ạ. Thật đấy, máu rút này, máu rút dần dần này. Hay, được đấy, ok đấy. Tiếp, để xem ra là những cái skill tiếp theo nó có cái hiệu ứng gì nào. Khiến bản thân trong 4 giây duy trì lấy chân khí chuyển thành sinh lực. Mỗi lần hao 2% sinh khí, hồi sinh lực bằng nhân với lại 25 chân khí tiêu hao. Và trong thời gian thi pháp có thể chạy được, di chuyển được ấy. Tức là em này nên build vào chân khí nha các bạn. Bởi vì là dùng skill xong thì sẽ tốn rất nhiều chân khí. Thế thành ra là những cái phần đá mà khảm vào trang bị ấy, chắc chắn là chúng ta phải để dành mấy viên chân khí ấy các bạn. Cắt ngang công địch trong phạm vi 6 ô hình quạt phía trước, định thân trong vòng 3 giây. Đồng thời, mục tiêu bị kỹ năng này định thân thì sẽ tăng sát thương nhận vào là 10%, có hiệu ứng khống chế nha.
Tiếp tục U Quang là tăng định thân 140 à? Hoạt lạc là kháng định thân, kháng choáng nữa này. Có thể gọi... À đây ôi! Đây 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 các bạn ơi! Thì ra đây là cái hiệu ứng skill tiếp theo. Có thể gọi ra tâm thần tương thông, hiệu quả kỹ năng chịu ảnh hưởng cấp kỹ năng và thú gọi tham chiến hiện tại. Ủa, em này gọi đệ à? Để mình xem nào. Có phải là cái skill này nó sẽ nâng cấp lên gọi cái em gì xịn sò con bò hơn không ta? Có cái sừng ấy. Đây này, có phải không? Có không phải. Xích diễm kim nghề mình nhỉ? Ủa? Thế là gọi ra cái gì ta lại gọi ra thêm một thú khác nữa à? Áo thật đấy. Quá hiểu nhỉ. Cái này chính là môn phái này để test kỹ được là phải lên level cao mới test được các bạn ạ. Ừ, nhưng mà có nhiều skill gọi đệ cũng hay. Mở khống chế bản thân, nhảy lùi về sau vào trạng thái, tức là giải khống chế các bạn nhé. Giải và vào trạng thái ẩn thân trong 3 giây. Ủa, cũng ẩn thân luôn ạ. Sao giống cái môn phái gọi là Hoài Quang ấy nhở các bạn nhỉ? Môn phái sát thủ ấy cũng có ẩn thân luôn. Đồng thời trong 5 giây tăng 20% tốc độ di chuyển, duy trì hồi chân khí này. Thế thì không biết là trong trạng thái ẩn thân nên con thú của mình nó có ẩn thân theo nhỉ? Chắc là không nhỉ. Nếu ẩn thân theo nữa thì bá quá. Rồi tiếp theo này, hao chân khí, giảm sát thương phải nhận của bản thân và gọi thú ra đến 12%, tăng 800% lực công, hộ thuẫn sẽ biến mất sau khi giới hạn chân khí bản thân còn 15%. Uầy, căng vậy. Chứng tỏ là em này đánh cần rất nhiều chân khí nữa các bạn này. Tất cả những cái skill đây, thứ nhất là nó tiêu hao nhiều chân khí quá các bạn ơi, và cái thứ hai nữa là lúc mà gọi đệ đứa các kiểu con đà điểu thì cũng phải tốn khá chân khí chứ. Họa cảnh xem nào. Né tăng này. Tiếp tục là tăng máu này. Đây là tăng phòng ngự này. Đây 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 đây. Thấy rồi các bạn ơi. Thì ra là mấy cái skill này nó đang nâng cấp bổ trợ cho cái skill gọi thú này. Đây, xích diễm kim nghê đấy các bạn. Khuyển thần đế thính này, khổng tước minh vương đấy các bạn. Chính là ba cái em mà ở trong cái phần skill gọi thú ấy. Hoàn toàn là có thể tăng được cái skill lên nha. Để mình xem nào. Xích diễm kim nghê. Nhiều nhất tồn tại có 60 giây thôi. Và tăng cấp kỹ năng, có thể tăng kỹ năng chủ động xích diệm kim nghê cùng lúc gọi ra một thú. Đây là gọi ra em cáo này. Đây nhá, khuyển thần tức là chó sói các bạn, không phải cáo đâu. Khổng tước minh vương. Được đấy nhở. Để mình xem bộ skill, đã đến lúc phải xem bộ skill của mấy cái em thú này rồi. Đây. Uầy, em này 4 skill, 3 em sau đều có 4 skill nha. Tức là mình vẫn gọi đồng thời được chứ nhỉ. Vẫn có em này và thêm em này này, em này nữa. Ôi, nếu mà gọi đồng thời được thì căng thẳng quá. Để mình xem nào. Triệu hồi thú sẽ tự động thi triển kỹ năng vào mục tiêu chủ nhân đang tấn công này. Nếu chủ nhân trong 5 giây không công thì triệu hồi thú sẽ dừng công. Thế à? Quá, trạng thái bị động của triệu hồi thú này. Hồi khí huyết từ từ, long tử bích tà. Hay. Xích diễm kim nghê là hồi phục từ từ huyết khí, phản sát thương. Tăng bạo. Ý, gây thêm sát thương 10%. Hay nhỉ. Triệu hồi thú sẽ kế thừa thuộc tính của chủ nhân theo tỷ lệ nhất định. Ở đây không thể nói đến, đó chính là khi mà gọi con thú ra thì cái con rồng này nó còn hay không. Nhưng mà 4 skill này xem nào. Viêm truy này, công tiêu gần này. Ui, chính ra em này nha. Skill của nó gọi thú thôi, nhưng mà mỗi một con mà nó thêm 4 skill này nữa là cũng càng đấy. Gây 120% sát thương này. Chào phúng địch trong phạm vi 4 nô xung quanh bản thân được gọi. Không ngừng thiêu đốt địch này. Em này có khả năng thiêu đốt các bạn ơi. Tiếp tục gây sát thương và khiến mục tiêu bị choáng này. Đây, đồng thời là gì đây? Giảm sát thương bạo này. 65% sát thương chuyển thành sinh lực của bản thân này. Trong thời gian thi triển thì bản thân miễn nhiễm 2 lần khống chế này. Xem trò sói ra nào. Công mục tiêu gần này. Bình thường thôi, yêu hồn ngọc là cái gì đây? Mỗi lần gây khá công. Công bình thường thôi. Lang hào này. Cũng gây 130% sát thương công. Đồng thời là tăng cho chủ nhân và thú được gọi 4% lực công. Có tăng công cho đồng đội. Ngon. Gây 210% sát thương. Cào thế. Và giảm mục tiêu tốc độ di chuyển này. Tiếp tục. Liệt phong này đánh bình thường thôi. Ở đây thì giảm sát thương bạo này. Có 30% xác suất xóa hiệu ứng có lợi của mục tiêu nha. Phong phá là cái gì? Giảm phòng ngự của mục tiêu. Skill này sẽ là linh tê tương thông, là công mục tiêu quần thể 5 lần. Mỗi lần là gây 140% sát thương này. Đồng thời là sát thương đồng đội trong phạm vi gây ra tăng 10%.
À, cũng có tăng công các bạn ạ. Trong thời gian thi triển thì bản thân miễn 2 lần khống chế. Ồ, được nhỉ. Hợp lý luôn các bạn. Nhìn chung thì mình thấy cái môn phái linh khiết này skill khá là dễ chơi. Bởi vì gọi thú ra rồi thú nó cũng tự động đánh thôi mà các bạn. Và đến tầng skill thứ 3 thì mình thấy là cái môn phái linh khiết này mới phát huy được hết tác dụng nha. Do là một số những con thú đấy thì cái skill của nó cũng có khả năng hỗ trợ cho chủ nhân cũng như là đồng đội. Em này thì mình thấy có một cái ưu điểm là đánh rất là xa luôn các bạn ạ. Ấy, các bạn thấy không? Đứng ở tận đây đánh mấy con quái đằng kia là ối dồi ôi luôn đấy. Thì khi mà đi chiến đấu em này mà giữ được vị trí mà gọi được ra nhiều thú thì cũng hỗ trợ được rất nhiều cho đồng đội. Thế thành ra là chúng ta cũng cần phải lưu ý đến cái khả năng giữ vị trí cũng như là tăng thêm một chút vào sinh lực. Do là mấy con thú của mình muốn mạnh ấy thì nó sẽ kế thừa những cái chỉ số của chủ nhân mà. Nhưng mà mình thấy có một cái điểm yếu của môn phái linh khiết này nha các bạn nhé. Nếu như mà bị dính khống chế nhiều ấy, áp sát dính khống chế là không gọi được thú như các kiểu ra ấy, thì cũng khá là khó chơi đấy. Bởi vì là nó hơi ít những cái skill để có thể là tự giải hiệu ứng khống chế cho bản thân. Và mấy cái skill thì chủ yếu là gọi thú thôi. Mà đã mất công gọi thú ra rồi mà thú lại không oánh được nữa thì ôi dồi ôi quá các bạn ạ. Thì đấy là cái nhận xét của mình về môn phái linh khiết này nha. Các bạn thấy môn phái linh khiết này như thế nào? Và có bạn nữ nào đang chơi môn phái linh khiết này không? Thì để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và các bạn là tân thủ thì cũng có thể xem thêm cái danh sách phát. Mình cũng đã review các cái môn phái ở trong tựa game Ảo Mộng Chu Tiên này rồi. Và đừng quên để lại một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.